Hello cả nhà. Hello cả nhà ăn cơm chưa? Cả nhà ăn cơm chưa? Thanh niên ăn cơm rồi chấm cái để thầy biết à? Chào Thùy. Chuyên mục chào hỏi một chút nha. Hello nhà. Khả năng cao bắt đầu từ nay từ thầy sẽ live stream trên fanpage. Các em có đồng ý không nhỉ? Các em có nhận được thông báo không? Cậu bé lạnh lùng fan cứng này. Hello. Chào Văn Hoàn, Văn Hoàn mà mất gốc khóa. Điều đấy nhỉ. Các em giúp thầy share vào trong tất cả các nhóm mà các em làm thành viên nhá. Thank you cả nhà. Thank you tất cả các bạn đã share lại về tường xong rồi share vào trong tất cả các nhóm của em. Nhớ giúp thầy share vào trong tất cả các nhóm của em. Hello. Thầy vẫn chưa hiểu tên của em. Khó hiểu quá. Các em ơi, các em theo dõi video bây giờ check một chút các em có nghe rõ thầy nói không? Và âm thanh hình ảnh thế nào? Các em nghe có ổn không? Các em có nghe thấy thầy nói gì không? Giúp thầy share lại thật nhanh lại về tường xong rồi tag các bạn của em vào trong video livestream rồi nhá. Hôm nay mình có buổi live stream tiếp theo về phần đây là quyển sách mà thầy đang chuẩn bị in cho các em, chuẩn bị phát hành. Hôm nay mình sẽ live stream về phần giải chia dạng chi tiết phần tinh bột và phần cellulose để các em nhìn sách của thầy có cả mẹ giải chi tiết. Hôm nay mình sẽ chia dạng về phần tinh bột và cellulose để chuẩn bị sang tinh thần tuần sau. Chào Lục Trung Đức. Đấy, Lục Trung Đức bị mất Facebook mấy hôm không xem được, khổ thân nhờ. Thế theo dõi là cái chuỗi like của thầy nhá. Chào Nguyễn Thị Thu Thủy, hôm buổi trước không thấy Thu Thủy đâu nhá. Thu Thủy lặn đi đâu đấy. Các em xe lại về tường được 100 bạn. Được 100 bạn thì mình bắt đầu nhá. Nhớ xe lại thật nhanh về tường. Các em nghe rõ thầy nói gì không? Full ổn, ok. Đấy, Thu Thủy lần trước không kịp xem tham nào. Thầy live stream thì cứ thấy thiếu đứa nào. Lúc mà thầy like ấy, thầy cứ thấy thiếu đứa nào. Hóa ra là thiếu em. Hello, các em nhanh tay xe lại về tường nhá, xong tác các bạn các em vào video này nhá. Hello, đệ cứng của thầy mình, ok. Các team live VIP đâu nhỉ, team live VIP của thầy đâu nhỉ, chấm cái nào, điểm danh nào. Em muốn mua sách được em ạ, chuẩn bị thầy có xuất bản sách. Chào Bảo Hân có tài liệu, nhưng mà cái này là thầy xuất bản thành sách. Lục Trung Đức xem lại cái xác của nó là tốt, ok, rất tốt. Những bạn nào mà chưa xem lại mấy cái video live stream thì phải xem. Chào Văn Hoàn, thiếu em do bạn học thêm. Em ơi, thầy nói thật với các em là cái những cái mà thầy đang live stream nhiều cho em chính là cái tài liệu mà thầy dạy lớp offline. Không tin các em có thể hỏi lớp offline của thầy. Và em biết lý do tại sao lớp offline của thầy đông không? Đấy, các em phải hỏi hiểu như vậy. Thì bây giờ em đang học live stream của thầy thì là tương đương học lớp offline rồi. Thì thoải mái con gà mái luôn, không sợ gì hết. Nào, sẵn sàng chưa? Các thanh niên nào sẵn sàng rồi thì chấm cái để thầy biết nào. Các thanh niên nào sẵn sàng rồi thì chấm cái để thầy rõ nào. Nào chấm mạnh mẽ cái rồi mình bắt đầu vào học nào. Khẩn trương à. Chấm mạnh mẽ một cái thôi. Chỉ cần chấm mạnh mẽ một cái rồi mình bắt đầu vào học. Buổi học ngày hôm nay. Chấm cái để thầy biết nào. Ui, đấy. Chào Lã Huy Hàng. Đấy, đứa nào khen thầy đẹp trai là đứa đấy cũng đẹp trai gần bằng thầy. Hello em. Chào cả nhà. Mua sách chuẩn bị nhá, chuẩn bị rồi thầy sẽ có cái link để bán sách cho em nhá. Chắc là mai kia là thầy sẽ có cái link đính lên trên fanpage và đính lên trên tường. Sách thì em chỉ cần đăng ký xong rồi thầy ship code lại thôi. Ship sale đây nhá. Ok. Xem lại về tường chưa? Xem lại về tường chưa? Mình chấm cái mạnh mẽ rồi mình bắt đầu vào buổi học ngày hôm nay nhá. Buổi học ngày hôm nay có mang tên là chia dạng về cellulose và tinh bột.
Thầy biết là rất nhiều bạn là chưa học đến phần này, nhưng mà chúng ta chú ý một điều rằng là trong tất cả những cái bài mà thầy dạy thì các em không biết gì các em vẫn học được bình thường. Đấy là kỹ năng thầy dạy off. Em không biết gì, em không học các buổi trước, em học buổi này em vẫn học được. Thầy có người yêu chưa? Thầy chưa có ai yêu cả. Khổ thế. Hello. Ô, hôm nay xe yếu nhỉ? Em cũng đẹp dai đã suýt bằng thầy. Rồi, ok, rất tốt. Đấy, khen cứng Nguyễn Thị Thu Thủy. Ok, sẵn sàng nhá, mình bắt đầu nhá. Mình bắt đầu buổi live stream tối ngày hôm nay. Các em nhớ rằng là để mà buổi live stream diễn ra tốt đẹp nhất và thầy máu live stream bốc lửa cho các em nhất thì các em nhớ là phải comment cho thầy đáp án để mà thầy biết các em làm đúng hay làm sai. Được chưa? Thứ hai nữa là share thật nhiều để cho các bạn, nhiều bạn theo dõi, nhiều bạn theo dõi thì thầy mới vui, thầy mới có các buổi live stream cho các em được. Thế đây là hôm nay mình học về sen và tinh bột. Thì thầy trước mỗi buổi học thì thầy đều tóm tắt lại lý thuyết một chút cho các em nhớ. Những bạn nào mà chưa biết gì về sen và tinh bột thì xem cái tóm tắt lý thuyết này đều ổn. Ok, thứ nhất là mình học về tinh bột đã này. Tinh bột thì thầy tóm tắt về kiến thức lý thuyết của chúng nó. Thì thứ nhất là tinh bột nó có cấu trúc, là cấu trúc của tinh bột thì được cấu tạo bởi amylose, amylose và amylopectin, và amylopectin. Thằng này là thằng xoắn, xoắn quẩy đấy, nhưng không phân nhánh, không phân nhánh. Còn amylopectin là không xoắn, không xoắn nhưng nó lại phân nhánh, nhớ chưa? Đấy. Thứ hai là thằng amylose thì được cấu tạo bởi các gốc alpha glucose liên kết bởi liên kết 1,4 glycosid. Còn thằng amylopectin thì liên kết cũng được cấu tạo bởi các gốc alpha glucose và liên kết với nhau bởi liên kết 1,4 và 1,6 glycosid. Mấy cái này hơi khó học thuộc, đúng không? Hơi khó học thuộc thì ở trong này này, ở trong quyển sách của thầy, thầy đã có bản phiên bản tóm tắt kiến thức cho các em. Đây phiên bản tóm tắt kiến thức đây. Tinh bột đây, nhìn không? Đấy, điều kiện này, chất rắn này, dạng bột vô định hình này, màu trắng này, không tan trong nước lạnh này, cấu trúc phân tử này, đấy, alpha này, amylose này, lò xo không phân nhánh, amylopectin lò xo phân nhánh, nhìn thấy chưa? Có nhiều trong hạt ngũ cốc, các loại hạt củ đấy. Kiến thức lý thuyết của thầy tổ được tổng hết, hợp hết trong này. Đấy, các em xe lại về tường để mà cùng có thể nhớ, lại ghi lại vào vở nữa. Phần này là phần phải ghi vào vở để mà mình có những cái kiến thức nho nhỏ mình nhớ, được chưa? Tiếp tục nhá. Mình chỉ quan tâm đến cho thầy đến cái thằng đặc điểm, không cần để ý nhiều. Quan tâm đến cho thầy đến thằng tiếp theo là thằng tính chất hóa học. Tính chất hóa học của thằng glucose ấy, của thằng tinh bột ấy, em nhìn kỹ này, là làm sao nhỉ? Là nó được thủy phân nhờ xúc tác axit vô cơ. Thế là thủy phân đây, tinh bột thủy phân tạo thành alpha glucose. Thứ hai, thủy phân nhờ enzyme thì tinh bột đầu tiên thủy phân thành mang và thành glu. Đấy. Cuối cùng là phản ứng đặc trưng của thằng tinh bột là phản ứng màu với dung dịch iốt. Hồ tinh bột với iốt thì dung dịch màu xanh tím. Nhớ nha. Sự chuyển hóa tinh bột trong cơ thể thì mình không quan tâm nhiều, sự tạo thành tinh bột không quan tâm gì nhiều. Mình sang thằng sen. Mình sang thằng sen này, các em lưu ý cho thầy này. Sao không thông báo? Tại vì là chắc em chưa đặt xem trước thầy đi, Đỗ Bảo Trâm. Nào, sen nào, bạn nào chưa xem lại về tường xe thật nhanh về tường nhá. Câu 65 này, sen này thì tính chất vật lý này, chất rắn dạng sợi màu trắng không tan trong nước, dung môi hữu cơ, tan nhiều trong nước rồi bay ra. Được chưa? Chú ý là bông nõn thì gần 98% cellulose, vậy chứng tỏ rằng là bông nõn này của chúng ta nó chính là gì? Nó chính là cái hỗn hợp mà cellulose gần như là nguyên chất nhá. Cellulose này, polymer này, beta này, liên kết beta 1,4 glycosid. Được chưa? Đặc điểm này không quan tâm gì nhiều, chỉ quan tâm rằng là thằng này nó có 3 nhóm hóa tự do nên là C6H7O2OH tất cả 3 lần. Cuối cùng là về tính chất hóa học thì thằng này chắc chắn có phản ứng thủy phân. Đấy. Được chưa? Thứ hai là phản ứng của ancol đa trước đây để tạo thành cellulose trinitrat nhá. Đây là cellulose trinitrat. Anh này được gọi là thuốc nổ không khói. Ok chưa? Còn mấy cái sau không cần quan tâm nhiều nhá. Mấy cái sau không cần quan tâm nhiều. Đấy, thế đấy là xong rồi kiến thức lý thuyết. Bây giờ mình bắt đầu mình vào chia giảng bài tập. Nào, nhớ comment đáp án nha. Nào, câu 70 nào các em. Hôm nay yếu yếu nhỉ? Hình như mình chưa có mấy đứa xe lại về tường. Xe lại về tường giúp thầy với các thanh niên nào chưa xe lại về tường, xe lại về tường giúp thầy nào. À, nào, câu 70. 70 đáp án gì các em nhỉ? 70 nào. Cho biết các chất sau đây thuộc loại polysaccharide. À, chất nào thuộc loại polysaccharide? Thế thì các em chú ý nhá. Các em chú ý nhá. À, nó có kè đấy.
Nhưng mà có một điều nó không tác dụng với CO2 lần, tại vì nó ở trong cấu trúc mà polymer nhá, nội trung đức. Một là glucose là monosaccharide vớt, đúng không? Saccharose là disaccharide vớt, maltose là disaccharide vớt. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án D, 70G, chính xác hoàn toàn. Nguyễn Bá Thanh Minh xem vào trong nhóm like của vào trong tin nhắn nhóm lớp mình cho thầy nhá. Tất cả các bạn đang theo dõi video livestream thầy nhớ xem lại về tường xong rồi tag các bạn nhá. Sao mờ á? Mờ chắc là do tay thầy đấy. Nào, vậy đáp án đúng mình là đáp án D. Ok. Mình sang câu tiếp này. Mình sang câu tiếp câu số 70 này. Câu số 70 này. 70 đáp án gì này? Các em? 71. Đun nóng cellulose trong dịch axit vô cơ. Chúng ta lưu ý rằng là cellulose chúng ta thì được cấu tạo bởi từ các gốc beta glucose. Thế vì vậy nên là đun nóng trong dịch axit vô cơ ấy thì thằng sen nó sẽ bị thủy phân tạo thành các gốc beta glucose. Vậy là không thể ra được xác được, vớt đúng không? Không thể ra được phờ rúc được, vớt không thể ra được man được, vớt. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án của glucose. Đấy, các thanh niên lớp live VIP nhớ xem trong lớp nhỏ tin nhắn lớp cho thầy nhá. Ok chưa? Cellulose là phải ra được beta glucose nhá. Các em nhớ nhá, beta không phải alpha đâu, lục trung đức bị nhầm đấy. Thanh niên nào chưa xem lại về tường nhá. Mình sang câu tiếp theo, câu số 72. Câu này nhiều bạn bị nhầm lắm. Câu này rất rất nhiều bạn bị nhầm. Thì các em lưu ý cho thầy này, tinh bột này thì đầu tiên nó thủy phân tạo thành gì? Thì đầu tiên các em lưu ý cho thầy là tinh bột thì ngay lập tức không thể về ancol ethylic được nên là sai nhá. Tinh bột nó phải về glucose, mình ăn có vị ngọt mà. Đúng chưa? Glucose thì không thể glucose này. Thế glucose thì nó phải ra được thành ancol ethylic, nó có các phương trình như sau này. Tinh bột này. Tinh bột là C6H10O5 tất cả n lần cộng với nước trong môi trường H+ thì nó tạo thành C6H12O6. C6H12O6 lên men xúc tác enzyme thì tạo thành C2H5OH. C2H5OH thì lại men giấm thì nó tạo thành CH3COOH. Thế vì vậy nên là chắc chắn là tinh bột này phải tạo thành glucose. Glucose phải tạo thành ancol ethylic trước. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B. Hello tỷ tỷ tỷ. Thầy đang không biết dịch là tỷ 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 bảo cái gì. Thầy đang không biết dịch là các em comment cho thầy đáp án câu 73 đáp án gì. Ừ vẫn đi chứ. 9:15 tại mưa mà. Thế nhá. Nào tiếp tục nào các em. Nào tiếp tục nào, câu 73 đáp án gì nào? Nguyễn Thị Thủy đúng là hôm nay comment hơi bị yếu đấy. Các em comment đáp án kiểu gì? Hơi bị yếu like, hơi bị yếu xe luôn. Xe mạnh mẽ vào để thầy xem là dạo này học hành thế nào. Mấy nữa thầy lại quay trở lại thầy live stream cho chúng ta ST. Nào, câu 73. Tinh bột, sen, xác, man đều có khả năng tham gia phản ứng gì? Tinh bột này, sen này, xác này, man này đều có khả năng tham gia phản ứng gì? Thế chú ý này, tinh bột là và sen là polysaccharide này, đúng không? Xác man là disaccharide, vì vậy nên bọn này đều có chung một cái phản ứng, đấy là phản ứng thủy phân. Đúng chưa? Chứ còn tinh bột và sen là polysaccharide nhá. Là poly, nó thuộc dạng polymer là không có hòa tan được CO2 lần đâu. Vứt, trùng gương cũng không, tráng gương càng không, chỉ có thủy phân thôi. Cảm được chưa? Vậy đáp án đúng mình là đáp án C. Nguyễn Bá Thanh Minh comment đáp án xem nào, xem có nhớ không hay khéo quên hết rồi. Câu 74. Ui, câu 74 đúng với số bạn đang xem luôn. Một chất khi thủy phân trong môi trường axit đun nóng không tạo ra glucose. Thế các em lưu ý cho thầy nha, cellulose thì thủy phân tạo thành beta glu, vậy nó vẫn là glu. Đúng không? Tinh bột thì thủy phân tạo ra thành alpha glu, vậy nó vẫn là glu. Saccharose thủy phân ra tạo thành alpha glu cộng beta fructose, vậy vẫn có glu. Chỉ có anh protein là cũng có liên kết NHCO thì là không ra được glucose. Và chú ý ở đây đề bài nó hỏi chúng ta là đun nóng không tạo ra glucose. Nên phải cẩn thận nha. Hết sức cẩn thận cho này. Hãy cẩn thận không sai. Đấy, mình sang câu 75. 75 ở đây thì đề bài hỏi chúng ta là số chất tham gia phản ứng tráng gương. Đề bài hỏi chúng ta là số chất tham gia phản ứng tráng gương các em ạ. Thế thì các em lưu ý cho thầy điều kiện để tráng gương. Điều kiện để tráng gương, các em phải lưu cái này về tường nhá. Thầy nhắc cái điều kiện để tráng gương này rất rất nhiều lần rồi mà rất nhiều bạn không nghe thầy. Và cũng làm đi thi có rất nhiều bạn bị nhầm. Đó là cần phải có nhóm chó hoặc là nhóm HCOOR phải. Chúng ta lưu ý cho thầy, glucose có chó, đúng chưa? Một cháu.
Cellulose thì nó chỉ có liên kết gì thôi, cellulose chúng ta chỉ là polymer thôi nên không được. Saccharose không có chó, chỉ có cetone ở vớt. Tinh bột là poly, không được. Chỉ có fructose. Fructose. Fructose chúng ta là gì? Fructose chúng ta phải lưu ý cho thầy nhá. Fructose là ở trong môi trường kiềm thì nó chuyển thành glucose và chán ở gương. Đấy, chỗ này rất nhiều bạn bị nhầm. Đây mình có là có glu và có fruct. Vậy đáp án đúng là đáp án C. Ha. Nào. Xe được nhanh về tường nhá, xong tác tất cả các bạn các em vào trong video livestream của thầy nhá. Là mình có tiếp tục câu 76 này. Hello Vũ Hoàng Quân. Câu 76. À, câu 76, công thức nào sau đây là của cellulose? Công thức nào sau đây là của cellulose? À, công thức của cellulose thì chúng ta lưu ý cho thầy là cellulose là công thức của nó là C6H10O5 tất cả nào lần. Nhưng do nó có 3 nhóm OH tự do nên nó có thể có dạng công thức là OH 3 lần này, C6 này, H7 này, O2 này, tất cả n lần. Vậy là C6H7O2OH3 lần tất cả n lần. Vậy đáp án đúng của chúng ta chỉ có thể là đáp án à. Đấy, khi mà học thì chúng ta cũng phải cố gắng trong việc mà học hiểu lý thuyết để mà từ đó mình có thể giải được hầu hết tất cả các câu lý thuyết, đúng không? Mình có sang câu tiếp theo. Hôm nay là thầy vừa like cả lý thuyết lẫn chia làm bài tập nha. Câu 77. Hôm nay chúng ta đi về chuyên đề là cellulose và tinh bột. Câu 77 nào. À, dãy các chất nào sau đây đều có phản ứng thủy phân trong môi trường axit? Thanh niên nào chưa xe này về tường thì phải xe nhá. Nào được chưa? Nào mình có này. À, thủy phân trong môi trường axit. Thế thì bọn monosaccharide là không thủy phân. Glucose là không có chuyện thủy phân này. Fructose không có chuyện thủy phân. Fructose càng không bởi vì bọn này là monosaccharide. Vậy tinh bột và sen là polysaccharide có thủy phân nhá. À, saccharose là disaccharide có thủy phân. Vậy đáp án đúng mình là đáp án C. Đấy. Wow, hôm nay toàn fan cứng học nhá. Đấy, hình như là fan cứng được nhận thông báo live stream đúng không em? Hình như fan cứng là được nhận thông báo phải live stream đấy. Thế nên là các thanh niên nào fan cứng là nhớ phải thì, comment thật nhiều để được fan cứng đấy. Ok. Nào, câu 78 nào. Câu 78 xem nào. Câu 78 để phân biệt. Sắp tới là những cái quyển sách này thì sẽ chủ yếu live stream trong sách thôi. Thế nên là những bạn nào có sách thì những bạn này có được combo tài liệu luôn ngay lập tức. À, hôm vừa rồi thì cái fanpage của thầy nó bị lỗi một chút nên là gửi tài liệu cho em hơi muộn một chút đúng không? Em không, Nguyễn Bá Thanh Minh không có fan cứng bởi vì em ít share, ít like, ít comment fanpage của thầy thì làm sao được fan cứng được Nguyễn Bá Thanh Minh. Nào mình có câu 78 đấy là phải trâu như bạn Nguyễn Thị Thu Thủy này. Thầy có file PDF phát cày luôn, chính xác. Đấy phải trâu và chó như thế. Câu 78 để phân biệt saccharose 18 cộng được nhận, đúng rồi, chính xác. Bạn nào phải sửa được sửa tuổi, những bạn mà không nhận được thì phải sửa tuổi lên 18 cộng nhá. Câu 78 để phân biệt được saccharose tinh bột cellulose ở dạng bột nên dùng cách nào sau đây? Để các em lưu ý cho thầy này. Phân biệt sac tinh bột sen. Đây thì ghi sac nha. Tinh bột sen. Thế đầu tiên ấy, đầu tiên này. Đầu tiên thì hòa tan bọn này vào nước thì sac tan. Tinh bột không tan. Sen không tan. Thế là thầy phân biệt được gì? Phân biệt được sac. Được chưa? Sau đó thì đun nóng nhẹ. Đun nóng nhẹ. Xong rồi cho iốt vào. Thằng này nhớ biết được rồi. Hồi tinh bột cho ta gì? Dung dịch máu xanh tím. Bởi đấy là phản ứng đặc trưng của nó. Còn sen thì không. Ok. Vậy thì đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Chúng ta phải tính ý nha. Câu 78. Đợi thầy gửi file cộng với làm đề của thầy hết bà Thanh Xuân. Đúng rồi, chính xác. Ôi em comment xe lòi xít. Đấy, thế chứng tỏ là các bạn làm fan cứng kia comment và xe cực kỳ nhiều. Nhiều hơn em đúng không? Thế nên em cần phải làm nhiều nữa. Em bây giờ em lòi xít rồi em phải lòi nhiều thứ khác nữa. Nào tiếp tục nào các em. Câu số 79 nào. 79 nào. Chất tham gia phản ứng trắng gương là. Nào comment đáp án cho thầy xem nào. 79 đáp án gì? Thanh niên nào chưa xe thật nhanh lại về tường nhá. Thanh niên nào chưa xe thật nhanh về tường. Thế không hiểu tại sao mấy hôm nay lại tụt view live stream nhỉ. Hơi khó hiểu một chút. À, câu 79. Chất tham gia phản ứng trắng gương là thì cellulose là polymer thì là không nhá. Tinh bột là polymer cũng không nhá. Minh Anh comment đáp án cho nào xong xe vào trong tất cả các nhóm, xe vào trong nhóm lớp đi nhá. Saccharose là disaccharide nhá, có nhóm CO nhá. Không nhá. Vậy đáp án đúng chúng ta là gì? Glucose. Glucose có phản ứng trắng gương. Đáp án đúng đáp án C. Câu số 80. Hết thứ rồi thầy. Còn nhiều. Nào câu 80. Thủy phân. À, khi thủy phân tinh bột ta thu được sản phẩm cuối cùng là thủy phân tinh bột. Thế thì thủy phân tinh bột như chúng ta vừa nãy làm ấy thì đầu tiên nó thủy phân tạo thành man.
sau rồi man rồi nó sẽ tạo thành hình nhỉ, alpha glu. Vậy thủy phân tinh bột thì sản phẩm cuối cùng chúng ta là C glucose. Ok, dễ ợt đúng không em? Những phần này phần lý thuyết. Bây giờ cái này là những cái dễ để thầy dạy chúng ta để chúng ta hiểu bản chất đấy. Còn lại sai vào những câu đề thi học nó còn khoai và xoắn hơn nhiều. Cứ bình tĩnh mà tận hưởng. Câu 81, câu nào đúng cho các câu sau? Câu 81, câu nào đúng cho các câu sau? Tinh bột và sen khác nhau về gì? À, công thức phân tử, à, tính tan trong nước lạnh, phản ứng thủy phân hay cấu trúc phân tử? Thực ra chúng nó khác nhau về cấu trúc phân tử là cái khác nhau nhiều nhất. Đáp án đúng đáp án D. Được chưa? 81 đáp án đúng đáp án D. Nào các em cùng comment cho thầy xem câu 82 là gì. Này dừng lại một tí. Ok đúng rồi, chắc là tuần sau hoặc tuần sau nữa là có sách thôi Bảo Hân ạ. Tuần sau hoặc tuần sau nữa là có sách thôi. À, chắc là mai thầy sẽ post cái link đăng ký sách lên cho các em để chuẩn bị tinh thần chúng ta chuẩn bị có sách để làm. Sách của thầy năm nay làm cực kỳ chất, chất hơn năm ngoái luôn. Chất luôn cho các em 2K1 luôn. Đấy, những bạn nào mà muốn có sách sớm thì chấm cái để thầy nhìn nào. Những bạn nào mà muốn có sở hữu quyển sách của thầy thì đây là đang là bản nháp đấy nhá. Thầy có bản nháp thì phát hành cho team offline trước. Còn lại bản xịn sò sẽ phát hành cho team online. À, ok, là mình có câu 83. Câu 82 đáp án gì các em? Văn Hoàn lâu lắm mới thấy Văn Hoàn đấy. 82, dạy các chất nào sau đây đều tham gia phản ứng tráng gương? Phản ứng tráng gương nhá là phải có chó. Thế thì mình ngay lập tức mình loại xác không có chó này. Xác không có chó vứt này. Đúng không? Sen không để tráng gương được. Vậy đáp án đúng là đáp án A. Đun nóng siêu 2 lần cho CU2O kết tủa vậy nó cũng phải có chó. Đúng không? M. Các em ơi, các em có bị mờ không? Những bạn nào bị mờ, các em, những bạn nào nét thì chấm để biết nào. Chứ hiện tại của thầy không thấy bị mờ. Nào, vậy là glu có chó này, man có chó này, anhid acetic có chó này. Vậy đáp án đúng của mình là đáp án A các em nhé. Đáp án đúng của mình là đáp án A nhé. Nào, câu 83 này. Câu 83 này. Câu 83 này. Các chất phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3 là gì? Nguyễn Du Thủy comment từ từ thôi cho các bạn cùng học với chứ. Không các bạn sợ chết khiếp các bạn không dám học đâu. Lại bỏ tin để Minh Myelin toàn bạn kinh khủng quá. Thực ra các em ạ, những bạn nào mất gốc đang theo dõi video live stream thầy thì nhớ một điều rằng là team của thầy toàn các bạn mất gốc thôi. Được chưa? Cứ không học thầy từ hồi lớp 10, lớp 11 được gọi là mất gốc hết. Và những cái buổi dạy của thầy thì là để lấy gốc. Được chưa? Là mình sang câu tiếp theo, câu số 83. 83 nào. Cho các chất mờ quá. Sao các em bị mờ? Sao bạn Trà My bạn ấy kêu mờ này? Câu 83. Nguyễn Phu Tuấn Minh thì hỏi, thanh niên học cực châu. Nguyễn Phu Tuấn Minh comment đáp án này xem nào. À, câu 83. Câu 83. Thầy có các chất phản ứng với dung dịch. Nào, các chất phản ứng được với dung dịch AgNO3 trong NH3 là mờ hả? Có nhiều bạn bị mờ nhỉ? Các chất phản ứng được với dung dịch AgNO3 trong NH3 nhiệt độ là, thế thì nó phải có chó đúng không? Đúng không? Glu là 1, Fruc là 2, xác không, sen không. Vậy chắc chắn đáp án đúng chúng ta là đáp án X, Y. Đáp án đúng đáp án D. Ok. Sang câu tiếp theo nhá, sang câu 84 nào. Câu 84. Câu 84. Mờ á? Nguyễn Bá Thanh Minh cũng mờ. Hơi vô lý nhỉ? Hơi bị vô lý đấy. Ok. Thần chưa comment đáp án nữa là các em. Thầy anh đi chỉnh chút. Chắc do được mạng. Mờ lắm á. Mờ lắm luôn á. Đây thì để thầy. Bớt mờ chưa? Rồi chắc chắn là bớt mờ rồi. Được chưa các em? Các em đã thấy nét này chưa? Đây căng đét này, Quang Hiếu căng đét này. Uầy. À. Tiếp tục nhá. Học chậm mà em. Nét HD luôn này, chắc là do đường mạng của các em rồi. À, câu 84. Chỉ dùng CO2 2 lần nhiệt độ thường đun nóng để nhận biết được cả các chất trong sau này. Câu này rất là hay nha các em. Phải đăng ký 5G kinh nhỉ. Mình có này, đầu tiên glu này. Glu này. Câu 84 nhá. Thầy chữa kỹ cho chúng ta nhá. Glycerol này. Alkonitilic là C2H5OH này. Anhid acetic là CH3CHO này. Nếu để cho CuOH 2 lần ở đây vào nhá. Thì glu là có OH đa kề. Vậy là dung dịch xanh lam. Dung dịch xanh lam. GlyOH đa kề nên có dung dịch xanh lam. Anh này không có OH đa kề, không hiện tượng. Đun nóng nhẹ vậy là thầy chia thành hai nhóm, một nhóm là dung dịch màu xanh lam, một nhóm là không hiện tượng. Được chưa? Tiếp tục thầy đun nóng nhẹ lên thì glu có chó thì cho ta kết tủa đỏ gạch.
GLi không có chó không, CH5OH không có chó không, CH3CHO có chó kết tủa đỏ gạch. Được chưa? Vậy thì ok, GLu, GLi và nhiều đứa chọn ngay đáp án A là chết. Các em xem nhá, đáp án B này. Đáp án B này, GLu aniline, GLu, GLu aniline C6H5NH2, methylformiate HCOO CH3, acid acetic CH3COOH. Thanh niên nào chưa xe lại về tường, xe thật nhanh lại về tường nhá. Đây là những chuỗi livestream cực kỳ hay, thầy chia dạng rất kỹ từ kiến thức lý thuyết, và đây là những cái bộ đề này, bộ đề ở lớp off mà thầy dạy, nên là độ trúng cực kỳ nhiều. Nên bạn nào mà chưa xe lại về tường thì xe thật nhiều lại về tường, để mà sau này đến lúc ôn thì có cả một hệ thống video của thầy để ôn nhá, không nó trôi mất. Glu dung dịch xanh lam, được chưa? Thằng này không hiện tượng, thằng này không hiện tượng, thằng này là dung dịch màu xanh của muối đồng. Anh này xanh lam, anh này xanh da trời các em ạ. Xanh da trời, hai màu xanh khác nhau đúng không? Đấy. Tiếp tục đun nóng lên thì glu không, glu cho ta kết tủa đỏ gạch đúng không? Anilin không hiện tượng, anh này này do cái đầu HCO. HCO như này này, HC nối đôi O O CH3 chó cho sắc chó, nhìn chưa? Có chó, vậy là có kết tủa đỏ gạch CU2O, vậy nhận biết được hết nhá. Vậy là cả IB cũng nhận biết được. IB cũng nhận biết được, vậy AB nhận biết được nên đáp án đúng, mình đáp án C. Được chưa? Thì phân tích nốt chúng ta cả cái IC nhé. IC tại sao nhận biết được này? Saccharose này, maltose này, tinh bột này, natri formiate là HCOONa nhá. Cho COOH hai lần vào. Cho COOH hai lần vào. Thì mình có này, sac cho ta dung dịch màu xanh lam. Dung dịch xanh lam. Man cho ta dung dịch xanh lam. Tinh bột không, HCOONa không. Thế nhưng mà nếu thầy đun nóng nhẹ lên thì sac không hiện tượng, nhưng man của thầy có chó nên cho ta cho thầy kết tủa đỏ gạch. Tinh bột không, HCOONa như phân tích vừa nãy thì cũng có chó nên cho ta kết tủa đỏ gạch. Ok, vậy là C cũng được. Vậy đáp án đúng của mình là đáp án D nhá. Đáp án đúng của mình là đáp án D nhá. Nào tiếp tục. Sang câu 85, câu 85 này mới nhiều đứa chết nhỏ này. 85 lý thuyết này hơi bị khoai và xoắn này. Các em comment cho thầy xem đáp án của 85 là đáp án gì nào. Đáp án của 85 này khoai và xoắn. Tám năm này đáp án gì bây giờ? Hello Phạm Mắt Đức, Phạm Mắt Đức comment đáp án này. Xe lại về tường nhá, xong tát tất cả các bạn vào trong video livestream giúp thầy nhá, các thanh niên. Các thanh niên nhớ xe lại về tường, xong tát tất cả các bạn vào trong video livestream giúp thầy nhá. Câu 85. 85 này. Tinh bột và sen đều là polysaccharide, nhưng sen có thể kéo thành sợi, còn tinh bột thì không. Chú ý cho thầy nhá, sen có thể kéo thành sợi còn tinh bột thì không. Vậy là đây là câu hỏi này đi hỏi là giải thích làm sao để cho sen kéo lại thành sợi. Đấy, các em nhìn này. Tinh bột gồm hai thành phần amylose, amylopectin, mạch phân tử chúng xếp song song với nhau làm cho tinh bột dạng hạt. Nhưng đây nó có giải thích cho sen kéo thành sợi đâu? Không đúng không? Thằng này chỉ giải thích là tinh bột ở dạng hạt thôi. Nhưng đây hỏi là giải thích để sen kéo thành sợi, nên hai cái thằng này không liên quan nhau. D này, hai thành phần amylose, amylopectin cuộn tinh bột dạng bột, nó không liên quan đến sen. Vậy còn A, B thôi. Phân tử amylose không phân nhánh, các phân tử rất dài sắp xếp song song với nhau theo một trục xoắn thành sợi. Cái này mới đúng này. Vậy đáp án đúng mình là đáp án B. Đấy, chưa kịp ăn xong thấy thầy livestream phi luôn, đúng rất tốt. Đấy. Tưởng thưởng cho bạn thanh niên đấy nhỉ. Quên ăn để học thầy, rất tốt nhỉ. Xứng đáng một tràng vỗ tay đúng không? Câu 86, mình sắp sang phần chia dạng rồi nhá. Câu 86, phát biểu nào sau đây là đúng? Phát biểu nào sau đây là đúng? Xác, tinh bột, sen đều cho phản ứng thủy phân. Xác thủy phân, tinh bột thủy phân, sen thủy phân, đúng. Có thể đúng luôn. Tinh bột và sen có công thức phân tử và công thức cấu tạo giống nhau, sai. Các bởi vì là tinh bột là alpha glucose, sen glucose là beta glucose, hai này khác nhau. C, các phản ứng thủy phân của xác, tinh bột, sen đều xúc tác H cộng nhiệt độ. Chỉ cần H cộng thôi, không cần nhiệt độ, sai chỗ nhiệt độ. Flux phản ứng trắng bạc chứng tỏ xác có nhóm CHO, sai tiếp đúng không? Người ta đáp án đúng mình là đáp án A. Ok. Mình tiếp tục nha, sang câu 87. Câu 87. Phát biểu nào sau đây là đúng? Phát biểu nào sau đây là đúng? Thủy phân tinh bột thu được flux và glu, sai. Thủy phân tinh bột thì mình chỉ thu được alpha glu thôi, đúng không? Thủy phân sen glucose thu được glucose, đúng chính xác. 87B Lục Trung Đức chính xác, rất tốt. Nào các em tập trung vào comment đáp án nhá. C, cả sen và tinh bột đều có phản ứng trắng gương. Chúng ta lưu ý này, cả sen và tinh bột đều là polymer. Polymer này không phản ứng trắng gương. Vứt. Tinh bột và sen nó cùng công thức phân tử có thể biến đổi qua lại nhau, sai bét tè lè nhè, đúng không? Nếu mà như vậy thì ngày mai mình có thể biến củ khoai thành cây tre, xong lại biến từ cây tre thành củ khoai, thế mình thành thần thánh quá.
Vậy đáp án đúng mình là đáp án B, nghe rõ chưa? Câu 88 nhá. Phát biểu nào sau đây là đúng? 88 phát biểu nào sau đây là đúng? Thủy phân tinh bột thu được Frux và Glu. Thủy phân tinh bột thu được Glu, Frux và Glu. Sai. Thủy phân sen thu được Glu. Đúng. Cả sen tinh bột đều phản ứng trắng gương. Sai. Tinh bột và sen cùng công thức phân tử nhưng biến đổi qua lại nhau. Sai. Đấy, 87 và 88 trùng nhau. Ok. Rất là dễ đúng không các em? Bây giờ mình sang phần chia dạng nào. Những bạn nào muốn được thầy chia dạng chấm cái mạnh mẽ cho nào. Xong xe lại về tường nào. Thanh niên nào chưa xe lại về tường, xe lại nhanh lại về tường nào. Chấm thật mạnh mẽ vào xong xe về tường này. Rồi mình bắt đầu sang phần chia dạng. Dạng số 4 phản ứng thủy phân senurizer hoặc tinh bột. Dạng số 4. Đấy, Nguyễn Thị Thu Thủy ăn tre như ăn khoai cũng phải chết đúng không? Chào Phạm Hữu Thắng. Hello. Nào câu ví dụ 8. Dạo này Phạm Hữu Thắng học khá là tiến bộ. Thầy khá là vui. Ví dụ 8 à. Thủy phân 324g tinh bột với hiệu suất phản ứng là 75%, khối lượng glucose thu được là. Thủy phân thầy cứ gọi em. Thủy phân nhưng không phải là phân của bạn Thủy đâu các em nhá. Nào mình có nào. Thủy phân 324g tinh bột. Thủy phân 324g tinh bột. À, đây thầy lưu ý các em một chiêu. Một chiêu của phần làm bài này. Có nghĩa là tinh bột hay là senurizer ấy thì chung công thức là C6H10O5 tất cả n lần đúng không? Thì mình cứ coi là C6H10O5 đi. Được chưa? Kệ nó cứ coi như vậy cho dễ. Thì phân tử khối lượng này bằng 162 nhá. Được chưa? Thì mình có này. Thủy phân tinh bột này C6H10O5. Phân tử khối 162 với 324 mà chia cho 162. Cái máy tính thần thánh có thể đổi. Kéo comment đáp án cho thầy thì tìm máy tính thần thánh. À, thôi chết rồi, không mang máy tính đi rồi. Bạn nào có máy tính thần thánh thì lại mượn cái máy tính thần thánh của các bạn đấy. Ôi giời ơi, may thế ở nhà một ổ máy tính. Ta lại có một cái máy tính thần thánh khác. Nhưng máy tính thần thánh này không có ghi tên mình merely. Thôi dùng tạm các em nhá. Nào mình có này. Số mol tinh bột bằng 324. 324 chia 16 2 bằng 2 mol. 2 mol nhá. Hiệu suất phản ứng là 75%. 75% vậy nó là bằng 0,75. Thì thu được glucose C6H12O6. Phạm Thị Tâm rồi, hôm nay mới thấy Phạm Thị Tâm nha. À, vậy mình có này. 2 x 1 chia 1 bằng 2 thuận nhân 0,75 thì bằng 1,5. Được chưa? 1,5 là phân tử khối của glucose là bằng 180. Mình có 1,5 x 180 bằng 270. 270g phải đáp án đúng của mình là đáp án C. Ok chưa? Ví dụ số 9 nào. Ví dụ số 9 à. Ví dụ số 9 đáp án gì nhỉ? Ví dụ số 9. Cho m gam tinh bột lên men để sản xuất anconitilic. Thế các em chú ý cho thầy này. À Tâm đi học à? Ờ à, thế rồi không, ok, không, bây giờ vào học vẫn không sao cả. Nha, câu ví dụ số 9. Cho m gam tốt được nhịn đói để học thầy rất tốt. Câu ví dụ số 9, đây là phần chia dạng rất là quan trọng nha các em, nhớ xe lại về tường nha. Không ai, không một ai chia dạng cho chúng ta phần cellulose và tinh bột đâu. Không một ai chia dạng cho các em đâu, chỉ có thầy thôi. Mà chưa xe lại thì phải xe lại thật nhanh nhá. Ví dụ 9. Tinh bột. Tinh bột mà lên men thì đầu tiên nó tạo thành glucose. Glucose lên men tiếp thì nó mới tạo thành 2 lần thằng CO2 cộng 2 lần thằng C2H5OH. Được chưa? Hiệu suất mỗi giai đoạn. Hiệu suất mỗi giai đoạn là 80%, anh này là 0,8, anh này cũng là 0,8. Thế vậy để cho dễ tính toán, để cho dễ tính toán thì thầy ghi luôn tinh bột là C6H10O5. Nghe tức thẳng tắp ra được thằng đề bài hỏi là CO2 đúng không? Lấy toàn bộ CO2 lấy dư. Đây là ra được 2 lần thằng CO2 luôn. Hiệu suất của cả quá trình thì bằng tích các hiệu suất 0,8 x 0,8. 0,8 x 0,8 thì bằng 0,64. Được chưa? Thế tiếp tục CO2 của thầy sinh ra thì được hấp thụ vào CaOH lần lấy dư. Các em lưu ý là hấp thụ vào CaOH lần lấy dư nhá. Do hấp thụ vào CaOH lần lấy dư thì chúng ta tạo được số mol kết tủa chính bằng số mol CO2. Vậy số mol kết tủa để 750g thì 750 chia cho 100 thì bằng 7,5. Vậy suy ngược lại được số mol CO2 bằng 7,5. Ok chưa? Số mol CO2 bằng 7,5 thì mình suy ngược lại được là 7,5 x 1 chia 2. 7,5 x 1 chia 2. 7,5 chia 2 bằng
3,75. 3,75 nhá. Thuận nhân nghịch chia, vậy nghịch phải chia cho 0,64. Chia 0,64. 3,75 mà chia 0,64. Chia 0,64 bằng. Đấy, được chưa? Được bao nhiêu nhân 162? Ngôi chỗ này thêm nhân nhầm hay sao nhỉ? 7,5 nhân 1 chia 2. 7,5 nhân 1 chia 2 bằng thuận nhân nghịch chia, chia 0,64 bằng nhân 162 bằng. Ngôi chỗ này thì nhân nhầm. À không nhân nhầm đâu. 979,8. Hiệu suất lên men Anconetilic giá trị 750 là 7,5. 7,5 mà nhân 1 chia 2. 7,5 chia 2 bằng 3,75. Hiệu suất lên men mỗi giai đoạn là 80. 0,8 nhân 0,8 chia cho 0,8 nhân 0,8 bằng. Được chưa? Sau đó nhân với 162 bằng 949,2. Vậy này thì bấm nhầm. 949,2 em ạ. 949,2 đáp án đúng là đáp án B các em nhá. Đáp án là đáp án B nhá. Các em bấm lại đi. Không sai rồi. 0,8 nhân 0,8 bằng 0,64. Đấy. Ok nhá. Mình tiếp này. Sang câu ví dụ số 10. Ví dụ số 10. Lên men 1 tấn tinh bột chứa 5% tạp chất trơ. Lên men 1 tấn tinh bột chứa 5% tạp chất trơ. Do chứa 5% tạp chất trơ thì suy ra là ở bên trong nó sẽ có 95% nguyên chất. Vậy là C6H10O5. Ở đây thì nhìn đơn vị đều là kg thì thầy quy về kg tính toán cho bình thường nhé. Thầy quy hết về kg thì mình được này, 1 tấn thì bằng 1.000 kg. 1.000 nhân với 5% tạp chất trơ là 0,95. Được chưa? Được bao nhiêu như chia cho 162 là thầy tìm được số mol. Đây là bằng 950 chia 162 bằng 5,864. 5,864. Anh này thành anconetilic. Anconetilic là ra được C2H5OH. Được chưa? Các em hiểu chưa? Bạn nào hiểu thì chấm cách để thầy biết nhá. Chú ý hiệu suất từng giai đoạn, ở đây có 2 giai đoạn. Vậy hiệu suất của cả quá trình bằng tích các hiệu suất 0,85 nhân 0,85. Được chưa? Vậy suy ra mình được này, 5,864 nhân 2 chia 1. 5,864 nhân 2 chia 1. Thuận nhân. Vậy là thuận này phải nhân với lại 0,85 bình. Nhưng hôm nay xe đuối nhỉ? Hôm nay xe đuối mãi chưa lên được 100 nhé. Hôm nay tình hình như thế nào các em, hay trời mưa lạnh quá tất cả lũ đi ngủ hết rồi. Nhân 2 này, nhân 0,85 bình này bằng này, nhân 46 này bằng này. Kết quả bằng 389,79 hay là 389,8. Đúng chưa? Thầy có thể ôn phần ST nhá Hiền nhá. Bây giờ mình đang chạy đi đã, xong rồi mình quay trở lại mình chạy lại. Vậy là 398,8. Đáp án đúng của mình là đáp án A. À, ok chưa? Rất là dễ nha. Xong phần carbohydrate chúng ta quẩn lại một lần nữa về ST. Hiểu chưa? Ví dụ số 11 này. Ví dụ số 11 rất là hay. Cực kỳ hay luôn. 300 à tôi chết, mắt thì lé. 389,79 thì nó phải là 389,8. Đáp án đúng phải là đáp án C. Nhá, đáp án đúng phải là đáp án C. Được chưa? Mình sang cái câu ví dụ số 11. Ví dụ số 11 cực kỳ hay. Khối lượng của tinh bột cần dùng trong quá trình lên men để tạo thành 5 lít rượu anconetilic 46 độ nhá. Này, 5 lít rượu anconetilic 46 độ. Thế ở đây nó liên quan đến độ rượu. Ở đây nó liên quan đến độ rượu. Đúng rồi, 10C chính xác. Độ rượu chúng ta lưu như thầy, độ rượu thì bằng V nguyên chất chia V dung dịch nhân 100. Vậy từ đó thì tìm được V nguyên chất sẽ bằng độ rượu nhân với lại V dung dịch. Được chưa? Chia 100. Vậy đây thì được này. Bằng này, 46 chia 100 bằng 0,46 nhân 5. 0,46 nhân 5. 0,46 nhân 5 bằng 2,3. 2,3. Được chưa? Đấy nhá, đây là V nguyên chất. Mặt khác này, khối lượng riêng của rượu ethylic nguyên chất là 0,8 gram trên ml. Vậy thì có D thì bằng M trên V. Suy ra M bằng D nhân V. Vậy thì có D bằng, để bài cho này, 0,8 này. 0,8 này nhân V là 2,3 này. Được chưa? Vậy thì tìm được M. 0,8 nhân 2,3. 0,8 nhân 2,3 bằng 1,84. 1,84. Từ đó thì tìm được số mol của C2H5OH bằng 1,84 chia 46. Chia 46 bằng 0,04. 0,04. Cuối cùng này, để bài hỏi này, khối lượng tinh bột cần dùng. Thế mình có nha.
Tinh bột là C6H10O5, được chưa? Biến thành CH5OH, C2H5OH. Nhớ tỷ lệ nhá, 1 ăn 2 này, số mặt này là 0,04 này, thì suy ngược lại 0,04 nhân 1 chia 2 bằng 0,02. Vậy thì có này, 0,02 mà nhân với 162 thì bằng 3,24 gam. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án 3,24 gam. Mà chú ý cho thầy nhé, hiệu suất của cả quá trình là 72%. Đây, hiệu suất của cả quá trình bằng 72%, thầy chưa ghi chỗ này. Đâu rồi? Đâu rồi? Đây 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 đây. Hiệu suất của cả quá trình bằng 72% thì chỗ này bằng 0,72 đúng không? 0,72 đúng không? Vậy mình có này, lại còn chia cho 0,72 nữa, với kết quả bằng 4,5. 4,5 nhá, 4,5 kg. Ồ, dĩ nhiên câu này làm sao chất được bằng mấy câu 9 mấy. 4,5 kg. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. À, đề của thầy sắp xếp theo chiều từ dễ đến khó mà các em, nên là càng những câu càng cuối càng chất. Chất kinh khủng luôn, chất nỗi là tầm giáo viên còn làm sai đấy nhá. Thế nên là các em cần chú ý, sau này nếu mà ở trên lớp mà các thầy cô mà có chữa sai thì đừng, thì phải biết đường mà kêu lên cho các bạn cũng biết nhá. Nào, học thầy để làm gì? Học thầy để trâu và khủng, để còn bắt lỗi các thầy cô trên lớp. Nào, mình có câu 89. Ngày xưa thầy thích bắt lỗi các thầy cô trên lớp ấy. Nào, câu 89. Câu 89. Vừa nãy là xong các ví dụ nha, các em cùng comment thật nhanh mạnh các đáp án tiếp theo. Bạn nào chưa xe lại về tường thì nhớ là xe thật nhanh thật mạnh về tường. Được chưa? Câu 89. Khi lên men 1 tấn ngô chứa 65% tinh bột. Khi lên men 1 tấn ngô chứa 65% tinh bột thì lượng anconetilic thu được là bao nhiêu? Phạm Mặt Đức, giải đi. Nguyễn Bá Thanh Minh, giải đi, không nói nhiều. 89 này, 1 tấn ngô chứa 65% tinh bột. Vậy tinh bột chúng ta sẽ là C6H10O5 nhé. Thì chúng ta tìm được số mol luôn nhỉ. 1 tấn thì mình quy được kilogram. Kilogram vậy mình có 1 tấn ngô của mình là 1.000 kg. 1.000 nhân với 65% tinh bột là nhân với 0,65. Thì chia cho phân tử khối là 162. Thì tìm được số mol luôn. 650 chia 162 bằng 4,012. 4,012. Đề bài hỏi khối lượng anconetilic thu được là bao nhiêu? Biết hiệu suất phản ứng lên men là 80%. 0,8 này. Anconetilic là ra được hai thằng C2H5OH này. Vậy thằng này nhân với 2. 4,012 nhân 2 thuận nhân nghịch chia nhân với 0,8. Đúng chưa? Vậy mình có này, nhân 2 nhân 0,8 bằng nhân 46 ra khối lượng luôn, 295,3. 295,3. Vậy đáp án đúng mình là đáp án B. Đấy, từ từ đã, mình để chia ra những bài chậm chậm dễ dễ này thì mình mới lên được những bài khó khó được nha các em, chú ý nhá. Nhớ là phải học, học là phải học thật tâm, học phải học thật khủng thì mình mới chiến thắng được. Được chưa? Mình sang câu tiếp theo, câu số 90. Câu tiếp theo, câu số 90. Câu tiếp theo, câu số 90. Thanh niên nào chưa share video live stream này về tường thì share thật nhanh về tường nhá. Xong rồi tag các bạn của các em vào trong video live stream này nhá. Nhớ chưa? Nào, câu 90 này. Lượng glucose thu được khi thủy phân 1 kg khoai chứa 20% tinh bột. Xem này, 90 đáp án gì? Thu được khi thủy phân 1 kg tinh bột. Cái này nghe vẻ khó đấy, đúng không? Cái này nghe vẻ khó đấy, đúng không? Mình có này, thủy phân 1 kg khoai chứa 20% tinh bột. Vậy mình sẽ có là tinh bột là C6H10O5, đúng chưa? Thì mình có 1 kg thì bằng 1.000 gam. 1.000 gam mà chứa 20% tinh bột thì nó sẽ nhân với lại 0,2 chia cho 162. Vậy là bằng 200 chia 162. 200 chia 162 bằng 1,234. 1,234. Anh này thủy phân ra glucose thì C6H12O6. Được chưa? Hiệu suất 81%. 0,81. Thuận nhân nghịch chia 1,234 nhân 1 chia 1 thuận nhân, nhân 0,81 ra số mol. Nhân 0,81 ra số mol. Nhân 180 ra khối lượng bằng 180 gam. Các em thấy chưa? Vậy đáp án đúng mình là đáp án B, con nhà bỏ. Ok, rất dễ đúng không? Nào, trình độ level chúng ta đang tăng dần từ dễ đến khó. Các em comment tiếp cho thầy xem là câu 91 đáp án gì. Câu 91 đáp án gì nhỉ cả nhà? 91 đáp án gì đây? 91 đáp án gì nhỉ?
91 đáp án gì? Khẩn trương. 91 đáp án gì cả nhà? Nhanh tay comment xem câu 91 đáp án gì. Khổ lắm. Các thanh niên cứ mãi chém gió thôi. Chẳng chịu học bài gì cả. Ok. Tiếp nhá. Nào câu 91 nào. 91. Tiến hành thủy phân. Tiến hành thủy phân. Lại bị mở. Tiến hành thủy phân. M gam bột gạo chứa 80% tinh bột. Tiến hành thủy phân M gam bột gạo. Thanh niên nào chưa xe lại về tường thầy xe thật nhanh nhá. M gam bột gạo chứa 80% tinh bột. Vậy ở đây mình có tinh bột đây này. C6H10O5 này. Thu được hiệu suất. Hiệu suất không biết, đây thủy phân hoàn toàn. Thu được C6H12O6. 1C6H12O6. Hiệu suất phản ứng trắng gương 50%, vậy nó là 0,5. Thu được 2 anh bạc. Mình tìm được số mol bạc bằng 5,4 chia 108. 5,4 chia 108 bằng 0,05. Số mol bạc bằng 0,05. Vậy thì suy ngược lại được 0,05 nhân 1 chia 2 bằng 0,025. Thuận nhân nghịch chia chia cho 0,5 bằng 0,025 chia 0,5 bằng 0,05. 0,05. Được chưa? Tiếp tục. Tiếp tục. Vậy là thầy lại suy ngược lại được thằng tích bột sẽ là bằng 0,05 mol. Được chưa? Vậy thì tìm được khối lượng của tinh bột nhá. 0,05 nhân 162 này, nhưng chưa ra đáp án đâu. Chứa 80% tinh bột, vậy mình tìm được khối lượng bột gạo bằng chia cho 0,8. 10,125. Vậy đáp án đúng của chúng ta phải là đáp án B. Wow. Đấy, mấy cái câu này rất là chật vật. Khá là chật vật. Nếu mình không thực sự hiểu thì rất khó làm được nhá. Các em nhớ xe lại về tường xong rồi tag tất cả các bạn vào trong video live stream. Nhớ đấy, xe lại về tường xong tag tất cả các bạn về vào trong video livestream này để mà chúng ta cùng có thể học, để chúng ta cùng có thể biết được là môn hóa học cực kỳ dễ thôi. Nhưng mà có điều là các em cứ bị lo sợ thành nó thành khó lên. Chứ nó rất dễ cực kỳ. Đúng không? Mình tiếp tục nhá. Mình tiếp tục sang câu 92 nào. Mình tiếp tục sang câu 92. Câu 92. À, cho m gam tinh bột lên men ấy bắt lé khổ thân thủy. M gam tinh bột. Tinh bột chúng ta lại là C6H10O5. Lên men thành alkolytic với hiệu suất là 81%. Vậy anh này là 0,81 nhá. À, lượng khí sinh ra, vậy là có cả C2H5OH và cả CO2. Thu được hai đằng CO2 này. Hấp thụ hoàn toàn vào CaOH lần lấy dư CO2 này, hấp thụ vào CaOH hai lần lấy dư. Do có từ dư nên mình có số mol kết tủa chính bằng số mol CO2. Kết tủa là 75. 75 chia 100 bằng 0,75. Vậy số mol CO2 bằng 0,75. Vậy số mol CO2 0,75. Được chưa? Mình có 0,75 nhân 1 chia 2. 0,75 chia 2. Thuận nhân nghịch chia chia 0,81. Được chưa? Mình có nhá, 0,75 chia 2 chia 0,81 bằng nhân với 162 bằng 75. Vậy đáp án đúng của chúng ta là A, 75 gam. Gia Hân Nguyễn đúng chính xác. Vừa nói lắp vừa ngào. Thôi Thúy. Nào tiếp tục sang câu 93 này. Nào tiếp tục sang câu 93. 93 lại khó thêm một tầm nữa. 93 lại khó thêm một tầm nữa luôn. Cứ mỗi tí lại khó một chút. Cứ mỗi chút lại khó thêm một tí nữa. Đấy, các em cần phải chú ý. Những cái câu của thầy độ khó nó thốn dần dần. Nó cứ thế nó tăng dần dần. Nó tăng dần dần cho đến lúc mà em ô, hôm nay được xe ít thế nhỉ. Như các thanh niên này, như hôm nay ghét thầy sao ấy. Chẳng thấy mấy đứa xe sao. Đứa nào mà quý thầy xe là nhanh nhá. Xe vào trong tất cả các nhóm của các em nhá. Xe thật nhiều giúp thầy nhá. Nào câu 93 xem đáp án gì được em. 93 xem đáp án gì. Nghe vẻ khó đấy. Nghe vẻ khó khăn đấy nhỉ. 93 này nghe vẻ khó khăn phết. 93 đáp án gì nhỉ. 93 nghe vẻ khó khăn. Thực sự là khó hả. Khó vì quá khó đúng không. Nào 93. Từ 1kg gạo nếp. Từ 1kg gạo nếp chứa 8% tinh bột. Tinh bột sẽ là C6H10O5. 1kg gạo nếp là coi về 1000g. 1000g mà nhân với 80% tinh bột là nhân với lại 0,8. Được bao nhiêu chia cho 162. Ra số mol này là 800 chia 162. 800 chia 162
số mỏng 4,938. 4,938. Lên men thu được rượu 2 lần C2H5OH. Vậy thằng này nhân 2, 4,938 nhân 2. Chú ý hiệu suất. Hiệu suất của cả quá trình nhé. Lưu ý từ hiệu suất của cả quá trình. Được chưa? Bằng 0,8. Được chưa? Vậy là thuận nhân. Nhân 0,8. Thế là mình ra được số mol của CH5OH nhá. Thủy tập trung vào học đi Thủy. Mình ra được số mol của CH5OH nhá. Đến đây mình sẽ tìm được khối lượng của C2H5OH nguyên chất sẽ bằng 4,938 nhân 2 nhân 0,8 nhân 46. Đấy, nhân 2 nhân 0,8 nhân 46 bằng 363,45. 363,45, số cực kỳ lẻ nhưng tí ra chẵn. M dung dịch bằng. Thầy like vào tối thứ 2 và tối thứ 4 em nhé. M dung dịch bằng. Đấy, mình có này. Chỗ này không tìm được M dung dịch, đúng không? Mình chỉ có D thôi. D bằng M trên V. Vậy thì tìm được V nguyên chất sẽ bằng là M nguyên chất. D bằng M trên V. Đúng chưa? Vậy V bằng M chia D chia 0,807. Vậy V bằng. Được chưa? Nào, chia cho 0,807 bằng 450,36. 450,36. Vậy hoàn toàn đấy thì tìm được V của rượu có nồng độ 45 độ. Chúng ta lưu ý độ rượu thì bằng V nguyên chất chia V dung dịch. Độ rượu bằng V nguyên chất chia V dung dịch. Vậy V dung dịch bằng V nguyên chất chia độ rượu 450,36 chia độ rượu. Độ rượu đây là 45 độ. 45 độ thì 45 chia 100 thì bằng 0,45. Vậy đáp án đúng của chúng ta bằng đây chia cho 0,45 bằng 1,084. Vậy là coi bằng 1,000 luôn. Đúng chưa? Đúng chưa? Đấy, 1,000 thì là tương đương với 1 lít nhá. Cái đáp án đúng chúng ta là đáp án A, 1 lít. A, 1 lít. Được chưa? Đấy, có rất nhiều bạn bị tính nhầm. Có rất nhiều bạn bị tính nhầm. Các em lưu ý. Thế vậy ở đây bây giờ thầy có một cái chuỗi để mà tính nhanh cho chúng ta. Các em chú ý cách bấm máy tính nhá. Đầu tiên này. Đầu tiên này, 1 kg gạo nếp có 80% tinh bột, nó sẽ là 1,000 nhân với 0,8. Được chưa? Ra được khối lượng nhá, chia cho 162 ra số mol tinh bột nhá. Được chưa? Nhân 2 này. Nhân 2 ra số mol CH5OH, thuận nhân thì chia nhân 0,8 này là ra được số mol này. Được bao nhiêu? Nhân với 46 là ra được một chất tan này. Được chưa? Ra một chất tan chia cho 0,807. 0,807 là ra được V nguyên chất này, đúng chưa? Từ V nguyên chất thì độ rượu là 0,45 chia 0,45. Xong, 1,000. Ok. Được chưa? Đấy, chú ý nha. Tiếp tục sang câu 94. Sang câu 94 càng ngày càng thốn, càng ngày càng khó, rất kinh khủng. Nào tiếp tục, Trịnh Quang Đức để yên cho các em học. Nào. Tiếp tục câu số 94. Các em có hiểu câu 93 không nhỉ? Thanh niên nào hiểu câu 93 chấm cái để thầy biết cái. Sau đó mình sang câu 94 nào. Cho m gam tinh bột lên men. Cho m gam tinh bột lên men thành ancol nitric với hiệu suất là 81%. Vẫn là tinh bột nhá. C6H10O5 hiệu suất là 81% là 0,81. Toàn bộ lượng CO2 thu được 2 thằng CO2. Được chưa? Hấp thụ hoàn toàn dung dịch nước với trong. CO2 hấp thụ vào CaOH 2 lần. Chú ý ở đây không có từ dư đâu. Thì thu được kết tủa là kết tủa CaCO3. Số mol bằng 275. 275 mà chia cho 100 thì bằng 2,75. Được chưa? Và dung dịch Y. Lưu ý cho thầy một điều. Lưu ý cho thầy một điều là dung dịch Y đun kỹ. Đun kỹ thì lại thu được kết tủa nữa. Vì vậy nên chứng tỏ dung dịch Y của chúng ta là có CaHCO3 2 lần. CaHCO3 2 lần mà đun nóng tạo thành CaCO3 cộng CO2 cộng nước. 50 gram kết tủa, chúng ta tìm được số mol bằng 50 trên 100 thì bằng 0,5. Vậy suy ngược lại, anh này bằng 0,5 theo tỷ lệ phương trình. Được chưa? Mà 0,5 theo tỷ lệ phương trình rồi, vậy thầy đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố carbon nhé. 0,5 nhân 2 bằng 1 cộng với 2,75. Vậy là 1 cộng 2,75 thì bằng 3,75. 3,75. 3,75 mol CO2. Vậy hoàn toàn đến đây thì có anh này là 3,75 mol CO2. Thuận nhân, nghịch chia. 3,75 nhân 1 chia 2. 3,75 nhân 1 chia 2. Được chưa? Thuận nhân nghịch chia, chia cho 0,81.
được bao nhiêu nhân 162? Ok, 3,75 chia 2 chia 0,81 bằng nhân 162 bằng 375. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B, bỏ 375. Càng ngày xuống các câu càng thốn hơn. Càng ngày xuống các câu càng thốn hơn. Các thanh niên nào hiểu bài thì chấm cái để thầy biết nào. Các thanh niên nào hiểu bài chấm cái để thầy biết nào. Sau chúng ta tiếp tục sang câu tiếp theo nhá. Sang câu 95 để đào khối A năm 2007. Sang câu tiếp theo câu số 95 để đào khối A năm 2007. Để đại học khối A năm 2007. Cho mở gam tinh bột lên men thành ancol rượu ethylic với hiệu suất 81%, vẫn như cũ thôi. C6H10O5 lên men với hiệu suất 81%, 0,81, đúng chưa? Ra được 2 lần thằng CO2. Toàn bộ lượng CO2 sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch CH2 lần. CO2 này sinh ra này vào CH2 lần này, không biết nói dư hay không dư, đúng không? Thì thu được 550g kết tủa CaCO3. Số mol kết tủa bằng 550 chia 100 thì bằng 5,5. Và dung dịch X, đun kỹ dung dịch X lại thu được kết tủa nữa, chứng tỏ dung dịch X là CaHCO3 2 lần, bài như bài cũ. Đun nóng thì thu được CaCO3 cộng CO2 cộng nước, đúng không? Thu được thêm 100g kết tủa, chúng ta tìm được số mol kết tủa bằng lịch lai là vào tối thứ 2 và tối thứ 4 hàng tuần 20 giờ các em nhá. 100g kết tủa, vậy ta tìm được số mol kết tủa bằng 1. Vậy suy ngược anh này bằng 1. Vậy bảo rằng carbon này 1 x 2 bằng 2, 2 cộng với 5,5 bằng 7,5. Vậy số mol CO2 bằng 7,5. Số mol CO2 bằng 7,5, vậy ngay tức mình suy ngược lại 7,5 x 1 chia 2. 7,5 chia 2 bằng 3,75. Được chưa? Thuận nhân thì chia, chia 0,81. 3,75 mà chia 0,81, chia 0,81 nhân 162 bằng 750. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án C, 750. Ok. Tiếp nha. Mình sang câu 96. Nào, mình sang câu 96 nào các em. Mình sang câu 96 nào. 96 đáp án gì? 96, 97 đều trâu và chất cả. 96, 97 đều cực trâu và chất. Rất kinh khủng. 96. Ancol ethylic được điều chế từ tinh bột bằng phương pháp lên men với hiệu suất toàn bộ quá trình là 90%. À, đấy, các em để ý này. Ancol ethylic được điều chế bằng tinh bột. Hấp thụ toàn bộ lượng CO2 sinh ra khi lên men. Vậy tinh bột đây là C6H10O5. Được chưa? Hiệu suất toàn bộ quá trình là 90%, vậy là 0,9. Hấp thụ toàn bộ lượng CO2, vậy anh này là thu được 2 lần CO2 này. Hấp thụ toàn bộ lượng CO2 đi, CO2 hấp thụ vào CA 2 lần thì thu được 330g kết tủa. Kết tủa chúng ta kết tủa CaCO3 330g. Biết khối lượng X giảm đi, chúng ta lưu ý này, khối lượng X giảm đi, giảm đi là -132 thì bằng M vào trừ M ra. Vào đây này, CO2 vào này, ra là CaCO3 này. Vậy vào là MCO2 này, ra là M kết tủa này. Vậy hoàn toàn đến đây mình tìm được MCO2 bằng 330 trừ 132. Đúng chưa? 330 trừ 132 bằng, thế ra được MCO2 nhé, chia 44 là số mol CO2 này, 4,5. 4,5 mol CO2. Suy ngược lại mình được. 4,5 x 1 chia 2. Chia 2 này. Thuận nhân nghịch chia, chia 0,9. 4,5 chia 2 chia 0,9 bằng nhân 162 bằng 405. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án B, bỏ. Được chưa? Câu 97. Rất nhiều thành niên bị chết ở câu 97. Rất nhiều thành niên bị chết ở câu 97. Các em thì comment xem câu 97 đáp án gì nào. Nhiều thanh niên bị chết ở câu 97 lắm. Nhiều lắm. 97 nào. 97 đáp án gì nào cả nhà? Các thanh niên. 97 đáp án gì nào? Khó đấy. Cứng mà. 97 đáp án gì nào?
comment để chứng tỏ mình học giỏi. 97 nhá. Câu này rất hay sai, ngày xưa có cả các thầy cô cũng sai. Nào, lên men một gam tinh bột thành con côn ethylic C6H10O5. Hiệu suất quả quá trình là 75%, 0.75. Ra được 2 lần CO2 này. Được chưa? Lượng CO2 sinh ra này, hấp thụ hoàn toàn dung dịch CaOH 2 lần này. Thu được kết tủa là kết tủa CaCO3 này. Đúng chưa? 50 gam, số mol bằng 0.5 đúng không? Dung dịch X. Thêm dung dịch NaOH vào dung dịch X thì thu được kết tủa. Điều này chứng tỏ dung dịch X chúng ta có CaHCO3 2 lần. Cộng NaOH thì thu được kết tủa. Thì chắc chắn kết tủa chúng ta là kết tủa CaCO3. Đúng chưa? Để lượng kết tủa thu được lớn nhất là max thì lượng NaOH cần tối thiểu là min là 0.1. 100 nhân với 0.1 mà 0.1 nhân 0.1 bằng 0.1. Ở đây các em cần lưu ý thầy tách ra một tí. Thầy đặt số mol CaHCO3 2 lần là A. Thầy có đầu tiên là HCO3 trừ 2A ăn với lại OH trừ min là 0.1 để tạo thành CO3 2 trừ. Các em lưu ý nhé, thằng này min, thằng này 2A chưa biết. Vậy chắc chắn một điều là thằng CO3 2 trừ tính thằng min là 0.1. CO3 2 trừ tạo thành sẽ ăn tiếp với canxi 2 cộng để tạo thành CaCO3. Canxi 2 cộng số 1 là amon. Chú ý, ở đây đề bài nói kết tủa là mắc. Để kết tủa mắc thì khi và chỉ khi canxi 2 cộng bị kết tủa hết. Canxi 2 cộng bị kết tủa hết, vậy tương đương với việc là A phải bằng 0.1. Được chưa? Vậy mình có là A bằng 0.1. Hiểu không nhỉ? Các thanh niên nào hiểu thì chấm cái để thầy biết nhé. Hiểu không các em? Đến đây này, mình có bị bảo toàn nguyên tử nguyên tố carbon. 0.1 nhân 2 cộng 0.5 bằng 0.7 đúng không? Vậy này 0.7 này. Số mol CO2 0.7 suy ngược lại. 0.7 nhân 1 chia 2 bằng 0.35. Thuận nhân nghịch chia chia 0.75. 0.35 chia 0.75. 0.35 chia 0.75 bằng nhân 162 bằng 75.6. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. Và chúc mừng tất cả những bạn nào comment được đúng đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. Ok. Đấy, câu này rất hay và sau này rất dễ thi trong các đề thi ở trên trường của em. Chính vì vậy nên thầy yêu cầu các em là xe lại về tường nhá. Phải xe lại về tường. Ok. Hello, chào Phạm Thành Đồng. Mới vào ạ. Mới vào thì vẫn có thể học được em ạ. Xe lại về tường. Sau này gặp còn biết đường cách nào nhá. Cái dạng số 5 này. Dạng số 5 này thì hơi dài. Thì thầy sẽ chữa cho ta ví dụ số 12, ví dụ số 13, ví dụ số 14 nhá. Các em cùng chú ý nhá. Cùng chú ý này, cellulose cộng acid nitric và cellulose tạo thành trinitrate nhá. Nhìn kỹ này. Cái kỹ năng làm này thế này. Cellulose thì cứ để là C6H10O5 cộng acid nitric là ăn 3 thằng HNO3 để tạo thành cellulose trinitrate là C6H7O2NO3 tất cả 3 lần. Được chưa? Em tính phân tử khối anh này là 162 này. Anh này là 297 này. Được chưa? Thế bây giờ mình biết đi giải. Thế thì để giải đơn giản thì tính ghi này, anh này sen này cộng 3 anh HNO3 này để tạo thành anh cellulose trinitrate. Được chưa? Được chưa? Chào Quang Hiếu. Thầy không hiểu em định hỏi cái gì. Ở đây không phải CO2 nhân 2 đâu. 7.5 này nhân 1 chia 2 chứ, đừng chéo em. Nào mình có này. Bây giờ mình giải nhá, nhìn kỹ nhá. Mình giải ví dụ 12 nhá. Mình giải ví dụ 12 này. Từ 16.2 tấn cellulose. Mình tìm được số mol luôn, kg tấn đại yến coi như gam tính toán bình thường. 16.2 chia cho 162 thì bằng 0.1. Được chưa? Cellulose hiệu suất phản ứng tính theo cellulose 90%. Vậy anh này bằng 0.9 này. 0.1 nhân 1 chia 1 bằng 0.1. Thuận nhân nhân 0.9 bằng 0.09. Vậy mình có 0.09 nhân với 297 bằng 26.73g. 26.73g vậy đáp án đúng mình là đáp án à, rất là dễ dàng đúng không các em? Cực kỳ dễ. Đấy, mình tiếp sang ví dụ tiếp theo, ví dụ số 13 xem nào. Ví dụ số 13 nhá. Xem nhá. Chào thầy. Hello, chào em. Lần đầu tiên thấy thầy dạy hơn cả cô giáo dạy hóa bọn em à. Thầy dạy off nhiều mà em. Thế nên là thầy muốn livestream để dạy cho tất cả các bạn cùng yêu lại môn hóa à, cùng giúp đỡ thầy share lại về tường. Xong rồi tát tất cả các bạn của em vào trong video livestream nhá. Thầy chỉ mong muốn một điều là để cho các bạn cùng học giỏi môn hóa thôi. Mình có ví dụ câu số 13 nào.
Ví dụ 13 nhé các em. Đề học khối B năm 2007. Cellulose từ nitrat được điều chế từ cellulose và acid nitric. Cellulose và acid nitric đặc làm xúc tác. Làm xúc tác. Các em comment đáp án xem nhá. Xem đáp án gì nào. Đang chuẩn bị đi, còn tôi đợi được gọi. Thì ông cứ đứng đợi, ông gửi xe sang đứng đợi tôi ở 4 hàng buồm nhá. Hàng buồm, buồm. Thì thôi, thì sớm ngủ nghe đi, thế nhá. Nào, mình có này, ví dụ số 3, 13 này. Cellulose trinitrat. Cellulose trinitrat. Đúng rồi em ạ, chuẩn bị kiểm tra rồi nhá. Cellulose trinitrat được điều chế từ cellulose và acid nitric. Vậy mình có này, sen này. Cần dùng bao nhiêu kg acid nitric về ăn 3HNO3 để ra được XTN cellulose trinitrat. Hiệu suất phản ứng là 90%. Vậy anh này là 0.9. Ok chưa? Đi đi đâu em? Nào. Vậy mình có này. Số mol của cellulose trinitrat bằng 29.7 chia 297 bằng 0.1. Suy ngược lại mình có 0.1 nhân 3 bằng 0.3. Thuận nhân nghịch chia, chia 0.3. Được chưa? Sorry, chia 0.9, mắt lé. 0.3 chia 0.9, 0.3 chia 0.9 bằng. Được chưa? Đấy nhá, để bài học kg mà thì mình nhân với 63 bằng 21. Nhìn chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta là 21, đáp án đúng là đáp án B. Rất là dễ. Ok, các em hiểu không? Các thanh niên nào hiểu chấm cái nhá, để thầy biết là các em hiểu nhá. Chấm một cái mạnh mẽ để thầy biết là các em hiểu. Nào, mình có tiếp. Ví dụ số 14. Ví dụ số 14. Ví dụ số 14. Nốt ví dụ số 14 cho em nhá. Ông thấy chưa? Số 7 đây à? Thế đợi tí nhé. Nào, ví dụ số 14. Nốt hôm nay thầy có một chút việc, thế nên là những cái câu này còn lại thì thầy sẽ live stream sau nhá. Được không các em? Hoặc thầy cho đáp án các em sau nhá. Ví dụ số 14. Thể tích cắt nấu 3 cần dùng để tác dụng với cellulose để tạo thành 81,1 gram kg cellulose trinitrat. Vậy vẫn là cũ này. 3 thằng hắt nấu 3 để tạo thành cellulose trinitrat này. Hiệu suất chỗ này hiệu suất bị nhầm đấy, phải là sửa hộ thầy giúp rồi, thành hiệu suất bằng 80% nhá. Thế anh này 0.8 mới ra được đáp án này. 89.1 chia cho 297 thì bằng 0.3 này. Suy ngược lại 0.3 nhân 3 chia 1 thì bằng 0.9 chia 0.8. Nhớ giúp thầy sửa lại hộ thầy, anh này là bằng 20% nhá. Đáng nhận 20% thì thành 80%. Được chưa? Thế mình có này, thuận nhân nghịch chia rồi này. Thế mình ra được số mol 0.9 chia 0.8 bằng này. Được chưa? Nhân với 63 ra khối lượng nhá. Được chưa? Nhưng đây để bài hỏi thể tích thế mới nhục. Vậy đây mình mới tìm được M chất tan thôi. M của HNO3 nguyên chất bằng vừa nãy thì tìm được là bằng bao nhiêu nhỉ? 1.125. 1.125 nhân với 63. Hoàn toàn thì tìm được M dung dịch sẽ bằng M nguyên chất chia cho C% và bằng 1.125 nhân 63 chia cho 0.675. Ok chưa? Chia cho 0.675. Vậy hoàn toàn mình tìm được M dung dịch bằng 1.125 nhân 63 chia 0.675 bằng 105. Vậy hoàn toàn đến đây mình tìm được V. D bằng M trên V, V bằng M trên D. M dung dịch trên đây. Vậy bằng 105 chia cho 1.5. 70. 70. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án 70 lít. Đáp án đúng đáp án này. Các em ơi, tối nay mình tạm dừng buổi học tại đây. Còn câu 98, 99, 100, 101, 102, ví dụ 515, 103, 104 thầy xin phép thầy chữa trong nhóm live VIP cho các bạn nhé. Hôm nay thầy có chút việc nên chúng ta nghỉ live stream sớm. Hẹn gặp lại các em vào tối thứ hai tuần sau với phần là carbohydrate trong đề thi đại học nhá. Bye bye, chào tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp lại, nhớ này,
20 giờ tối thứ hai với phần các bồ hì đờ rát trong đề thi đại học. Bye bye, chào cả nhà nhá.